thoát khỏi bệnh tiểu đường, sống thọ, sống khỏe đến già nhờ sử dụng cây thuốc này. Sau khi ăn uống, lượng carbon hydrate từ thức ăn mà chúng ta tiêu thụ sẽ được chuyển hóa thành một loại đường đơn có tên gọi là glucose. Đây là loại đường được hấp thu tại ruột và hòa tan vào máu. Lúc này, tuyến tụy sẽ tiết ra insulin, một hormone có nhiệm vụ chính đưa glucose vào các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Insulin đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cân bằng lượng đường trong máu luôn ở mức cho phép. Nếu tuyến tụy sản xuất thiếu hormone insulin hoặc insulin bị giảm khả năng hoạt động trong cơ thể, sẽ khiến cho đường không thể chuyển hóa thành năng lượng và dư thừa trong máu. Tình trạng lượng đường trong máu cơ thể luôn ở mức cao, vượt ngưỡng cho phép, được coi là bị mắc bệnh tiểu đường, hay còn gọi là đái tháo đường. Nếu không được kiểm soát, bệnh tiểu đường sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng trên nhiều cơ quan như tổn thương mắt, suy thận, hoại tử chi, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng, tim mạch. Tiểu đường là căn bệnh mãn tính, hiện nay vẫn chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Mục tiêu điều trị chính chủ yếu là kiểm soát bệnh và ngăn ngừa biến chứng. Bên cạnh các thuốc điều trị Tây y, việc kết hợp sử dụng thêm bài thuốc từ thảo dược là một trong những biện pháp ổn định đường huyết được nhiều người hướng đến. Trong dân gian lưu truyền rất nhiều bài thuốc chữa tiểu đường thần kỳ, tuy nhiên không phải phương pháp nào cũng đem lại hiệu quả. Một phần là bởi người bệnh chưa thực hiện đúng cách, một phần cũng bởi do hiệu quả được đồn thổi quá mức. Tiểu đường là căn bệnh mãn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tất cả các biện pháp hiện nay, bao gồm cả dùng Tây y hay Đông y, cũng chỉ giúp kiểm soát, ổn định đường huyết và ngăn ngừa biến chứng mà thôi. Quý vị có thể tham khảo một số bài thuốc chữa tiểu đường đơn giản tại nhà sau đây. 1. Bài thuốc chữa tiểu đường bằng mướp đắng. Theo Đông y, mướp đắng hay khổ qua có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Y học hiện đại chứng minh, mướp đắng có tác dụng diệt khuẩn, diệt virus. Đặc biệt trong trái khổ qua còn chứa các thành phần có tác dụng giống insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Chính vì thế vị dược liệu này thường được sử dụng trong các bài thuốc điều trị tiểu đường, chữa mụn nhọt, bệnh ngoài da. Bài thuốc chữa tiểu đường từ mướp đắng được thực hiện rất đơn giản. Chỉ với một quả mướp đắng, bạn rửa sạch, sau đó ép lấy nước, uống trước khi ăn sáng 30 phút. Để dễ uống hơn, quý vị có thể cho thêm một ít muối và 1-2 thìa nước cốt chanh nếu không có tiền sử đau dạ dày. Ngoài ra, bạn có thể chế biến mướp đắng thành những món ăn như khổ qua nhồi thịt, xào trứng, nấu canh. 2. Cách chữa bệnh tiểu đường bằng đậu bắp. Đậu bắp không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng mà còn có tác dụng hỗ trợ kiểm soát tiểu đường hiệu quả. Trong đậu bắp chứa hàm lượng lớn chất xơ, góp phần giảm cân, ổn định lượng đường trong máu hiệu quả. Các chuyên gia cho biết, thường xuyên ăn đậu bắp còn giúp ngăn ngừa huyết áp cao, nhồi máu cơ tim. Bài thuốc chữa tiểu đường từ đậu bắp được thực hiện như sau. Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm 500g đậu bắp tươi và 2 lít nước sạch. Quý vị đem đậu bắp rửa sạch cho vào nồi và thêm nước. Đun đến khi cô đặc lại còn 1 lít nước, để nguội và uống nước sắc đậu bắp này trong vòng 1 ngày. Áp dụng cách điều trị tiểu đường này thường xuyên sẽ giảm được lượng đường trong máu và dỡ bỏ nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. 3. Cách điều trị tiểu đường bằng lá dứa. Các nghiên cứu khoa học chứng minh trong lá dứa có chứa flavonoid. Đây là hợp chất có tác dụng chống oxy hóa tế bào, kháng khuẩn, chống dị ứng, chống viêm, giúp loại bỏ gốc tự do gây bệnh tiểu đường và biến chứng tim mạch. Cách thực hiện: cắt lá dứa rửa sạch mang phơi khô, không nên phơi quá khô, vẫn còn thấy màu xanh là được. Mỗi lần dùng, quý vị hãy lấy khoảng 10 lá mang ra cắt nhỏ, đổ cùng với 2,5 lít nước lạnh, đun trên bếp. Sắc đến khi còn khoảng 2 lít thì tắt bếp để nguội và dùng dần. Với bài thuốc chữa tiểu đường thần kỳ từ nước lá dứa, vừa sắc được, bạn hãy uống hết trong vòng 1 ngày, uống trước bữa ăn khoảng 20 phút để giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. 4. Bài thuốc chữa tiểu đường từ tỏi. Tỏi là một gia vị vô cùng quen thuộc trong bếp của nhiều gia đình. Không chỉ vậy, tỏi còn là thành phần không thể thiếu trong các bài thuốc chữa bệnh. Tác dụng của tỏi đen cho người tiểu đường đã được kiểm nghiệm bởi các chuyên gia đầu ngành. Theo nghiên cứu, tỏi chứa hàm lượng lớn hoạt chất allicin, kháng sinh giúp diệt khuẩn, tăng cường miễn dịch hiệu quả. Bài thuốc trị tiểu đường bằng tỏi được thực hiện như sau. Chuẩn bị 40g tỏi khô, 100ml rượu nếp 50 độ.
Bạn bóc vỏ, thái nhỏ và cho tỏi vào lọ thủy tinh sạch. Đổ rượu nếp đã chuẩn bị vào lọ. Ngâm đến lúc tỏi chuyển từ màu trắng thành vàng thì lấy ra dùng. Cách dùng: mỗi lần chỉ nên uống một thìa cà phê rượu tỏi, 2 lần trên ngày vào buổi sáng và buổi tối. Thưa quý vị, bên cạnh cách chữa tiểu đường bằng bài thuốc dân gian, thì quý vị cần có một chế độ ăn uống nhiều dưỡng chất cần thiết cho người bệnh tiểu đường, cụ thể như sau. Carbohydrate, chất bột đường. Carbohydrate là một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Với người bị bệnh đái tháo đường, đường huyết có chiều hướng tăng vọt sau khi ăn, nhưng lại không chuyển hóa được thành năng lượng để cung cấp cho cơ thể. Do đó, người bệnh cần phải hạn chế tiêu thụ nhóm thực phẩm chứa tinh bột đường. Bạn nên dùng các loại thực phẩm cung cấp các phức tạp dưới dạng các hạt và củ. Hạn chế tối đa các loại đường đơn cùng thức ăn có hàm lượng đường cao như bánh, kẹo, nước ngọt. Khi vào trong cơ thể, carbohydrate được chuyển hóa thành glucose tương đối nhanh, nên có tác dụng đối với lượng đường trong máu rõ rệt hơn so với việc tiêu thụ chất béo hoặc protein. Điều này làm cho carbohydrate trở thành một yếu tố đặc biệt quan trọng trong việc kiểm soát bệnh đái tháo đường. Protein, chất đạm. Cùng với carbohydrate và chất béo, protein là một trong ba chất dinh dưỡng chính cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động. Dưỡng chất này giúp cơ thể phát triển mô mới, xây dựng cơ bắp và phục hồi những tổn hại. Protein cũng là một phần cấu thành của mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta và chiếm khoảng 1/6 trọng lượng của cơ thể. Những thực phẩm có chứa protein tốt cho người tiểu đường như thịt nạc, thịt gà bỏ ra, cá trích, cá mòi, cá hồi, cá ba sa, các loại đậu và các loại hạt từ quả hạch như hạt hạnh nhân, hạt óc chó, mắc ca. Chất béo. Trong chế độ ăn uống và dinh dưỡng của người bị đái tháo đường, chất béo bị đóng khung với vai kẻ xấu suốt một thời gian dài. Thế nhưng những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ chất béo không gây hại cho sức khỏe hơn so với việc dùng nhiều cát. Trên thực tế, so với chế độ ăn ít chất béo và nhiều tinh bột, thì chế độ ăn ít cát và nhiều chất béo hiện được coi là lành mạnh hơn, đặc biệt là trong vấn đề kiểm soát đường huyết và giảm cân. Chất béo là dưỡng chất giàu năng lượng, cung cấp lượng calo gấp đôi so với các nguyên chất. Thế nhưng bạn không nên tránh tiêu thụ chất béo hoàn toàn, điều này sẽ không tốt cho sức khỏe. Không giống như tinh bột đường, việc tiêu thụ chất béo ít ảnh hưởng đến đường huyết ngay lập tức. Do đó chế độ ăn ít cát, nhiều chất béo có thể giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc ăn quá nhiều chất béo có thể dẫn đến tình trạng lượng calo tăng quá mức. Điều này có thể dẫn đến việc tăng kháng insulin, làm mức đường huyết tăng cao. Những thực phẩm có chứa chất béo tốt. Các loại hạt, quả bơ, cá béo như cá ba sa, cá hú, cá trích, cá mòi, dầu thực vật, dầu ô liu, dầu hướng dương là nguồn cung cấp chất béo tốt. Chất xơ không hòa tan. Chất xơ không hòa tan là các khó tiêu, không tan trong nước ấm, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Dưỡng chất này giúp tăng kích thước phân, làm cho chúng ta đi đại tiện được dễ dàng. Rau củ quả, trái cây, ngũ cốc nguyên cám là nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời. Với người bệnh tiểu đường, chất xơ có vai trò kiểm soát đường huyết. Vì hệ tiêu hóa không thể hấp thụ được dưỡng chất này, nên ruột sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa thức ăn. Từ đó quá trình tăng lượng đường trong máu cũng được làm chậm lại. Lưu ý là khoai tây, ngũ cốc là nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan dồi dào, nhưng chúng lại có hàm lượng cát tương đối cao, nên người bị bệnh tiểu đường chỉ nên dùng với mức hạn chế. Những thực phẩm có chứa chất xơ tốt cho người đái tháo đường. Các loại rau quả không chứa tinh bột hoặc có hàm lượng tinh bột ở mức rất thấp như rau ăn lá, các loại đậu, đậu que, đậu rồng, đậu đũa, bí xanh, bí ngòi, dưa leo, bông cải xanh, ngô bao tử rất thân thiện với người bệnh tiểu đường. Muối. Muối rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Khoáng chất này đóng vai trò trong việc điều chỉnh lượng nước trong cơ thể, duy trì nồng độ pH máu ở mức bình thường, dẫn truyền tín hiệu thần kinh. Cơ thể chúng ta không tự sản xuất được muối nên cần được bổ sung thông qua chế độ ăn, uống. Tuy nhiên, việc tiêu thụ khoáng chất này có liên quan đến tình trạng tăng huyết áp. Đường. Đường cũng là chất béo, là hai trong số những thực phẩm được đề cập nhiều nhất đối với người phải ăn kiêng. Thế nên, câu hỏi thường gặp nhất là người bệnh đái tháo đường có được ăn đường hay không?
lượng tiêu thụ nên là bao nhiêu để giữ mức đường huyết trong ngưỡng an toàn. Không chỉ với người bệnh tiểu đường, mà việc hạn chế lượng đường tiêu thụ nên là ưu tiên đối với tất cả mọi người. Việc tiêu thụ đường cũng làm tăng mức đường huyết một cách nhanh chóng. Điều này giải thích vì sao các bác sĩ thường cảnh báo người bị đái tháo đường nên hạn chế lượng đường tiêu thụ hàng ngày. Trên thực tế, việc hạn chế tiêu thụ đường là một cách tốt để bắt đầu kiểm soát lượng đường trong máu. Thực phẩm có chứa đường. Thực phẩm có chứa đường như bánh, kẹo, đồ uống, trái cây, sinh tố, ngũ cốc, sữa, sữa chua, súp, thức ăn chế biến sẵn, mật ong. Ngoài năng lượng, đường chỉ cung cấp năng lượng mà không có dưỡng chất nên được xem là calo rỗng.